cái trên này có trên đỉnh núi luôn mà nó bò lên tới trên đây ghê chứ. Sóng rất là cao nha, sóng rất là to. Nãy giờ thì cách bờ được một đoạn khá là xa rồi. Đợt hổm là ra tới ngoài kia là bị đánh sập ở ngoài đó đó. Sóng to hả? Một hộp về to hả? Đúng rồi, sóng to. Giờ là mình không biết chế sóng á. Nó buồn luôn rồi, nó sập nó buồn vô luôn à. Gần tới rồi Tiên ơi. Trời ơi. Bị chừng á. Vô trong đó gần cái sóng cao quá. Ôi kìa Tiên ơi. Gần tới, gần tới, gần tới. Thấy không mọi người, thấy không? Cái chừng, cái chừng. Sao, 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 chưa, chưa, chưa. Ôi, ôi, ôi. Nước nó cuốn quá. Có bơi vô á, nước nó cuốn quá Tiên ơi. Có rút ra không à? Khoảng thời gian bơi vô thì anh em mình đã bơi được lên tới đảo rồi mọi người ơi. Ướt hết đồ à. May mắn là thiết bị đồ nghề chưa có ướt nha. Đây thì anh em mình đã có chuẩn bị sẵn một cái thùng rồi. Hôm trước thì mình có bơi ra ngoài đó mình có bị lật một lần, mình sợ rồi mọi người. Lần này ra vẫn bị lật nữa nha, không hiểu tại sao luôn.
trước mình đi là cũng có mấy bạn ra chèo súp ra tới đó cũng bị lật nữa. Không hiểu nổi. Do kỹ năng mình bơi cũng yếu á, mình hồi nãy mình ngồi mình chèo lái á mà mình né sóng không kịp. Gặp con sóng to quá to. Lần thứ hai rồi. Ở này sóng to to gần bờ á. May quá. Đồ đạc vẫn còn y nguyên. Cái hộp phóng vô nước. Ok nè. Còn trong đây không có gì hết, đây có con dao với cái đèn pin là không sao, ướt không sao. Lên tới đảo được là rất là mừng rồi. Bây giờ anh em mình sẽ lên trên đó làm cái thử thách sinh tồn ở trên đó nha. Hòn đảo này nghe nói nó cũng rất là nguy hiểm mọi người. Trên này có rất là nhiều quán á. Tụi mình sẽ cố gắng sống sót qua đêm nay trên đây nha. Trên đây khá là nguy hiểm đó. Bây giờ trước tiên thì anh em tụi mình sẽ đi vòng vòng lượm nhặt đồ nha. Và tìm cái nơi trú ẩn. Lên trên cái hòn đảo này thì mình và Tiên sẽ hỗ trợ với nhau để mà sinh tồn sống sót ở trên đây nha. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở gần đảo lớn Phú Quý. Thì cái hòn đảo này nó rất là khắc nghiệt. Nó chỉ có đá và đá thôi. Ở đây thì mình thấy có một cái chai nè. Chai này không biết nước gì. Ôi vàng khè ở trong đây, chắc không phải là nước uống rồi. Đây một chai nữa nè. Đây có miếng nước. Nước mặn, nước mặn. Trên đảo này có nhiều thứ để lụm đó. Đây một cục phao, cục mót. Đây mình lượm cục này luôn. Mình sẽ gom về một góc nha. Mình chọn cái chỗ trống này đi. Mình gom về một góc này đi. Một khúc củi. Ok. Một khúc củi quá đã luôn. Đem về đây luôn. Đây một bãi rác nữa. Một cục phao mót. Chai này sao nước đục vậy? Chắc không phải nước ngọt rồi đó. Đây mọi người thấy gì không? Những cái chai nó bị lủng lỗ là những cái chai chứa nước á. Mà những cái con chuột nó lại nó cắn để nó uống á. Đây nè. Mọi người thấy không? Chai nào mà có nước ngọt là nó cắn nó uống hết rồi. Emergency drinking water. Năm trăm ml. Này là gì ta? Bên đây có chữ tiếng Việt mà nó mờ hết rồi. Ngày sản xuất, hạn sử dụng. Để mình cố gắng mình dịch mấy chữ tiếng Anh này ra nha. Không uống, không uống đợi nước 24 tiếng. Không uống nước 24 tiếng. Ôi mình chỉ dịch được mấy chữ đó thôi mọi người ơi. Dead. Ôi học dốt tiếng Anh quá. Net quay trọng lượng nè, phải không? 500 ml nè. Emergency là khẩn cấp nè. Nước nè. Nước hay là uống gì nè. Nước hoặc là uống gì đó. À, không biết nữa. Mình thấy trong đây có chất lỏng hay chan nước ta. Không lẽ nước uống. Ôi lụm luôn. Để mình đem mình hỏi Tiên coi Tiên có biết cái này là cái gì không nha mọi người. Ồ, ở đây có một cái hồ. Hồ nước có nhiều cá lắm. Bên dưới nước này có một cái nhánh cây thì mình lượm cái nhánh cây này luôn. Bên dưới có một cái ống nữa. Lượm luôn.
một cái ống, một cái cây, ok lượm hết. Trên này có rác không? Wow, ngoài kia là biển kìa. Wow. Biển động ghê gớm quá mọi người ơi. À có cái lon gì dưới kìa. À, lon này bị rỉ sét rồi không xài được. Bỏ đi. Không có lưỡi câu. À, mình thấy có một cái miếng xanh xanh kìa. Lại mình nhặt cái miếng này luôn. Ok, che nắng được. Có nguyên cái tủ lạnh luôn hay gì kìa mọi người. Ống này mà lấy làm ống thở cũng được nè, tối đi lặn lấy ống thở. Cái bình gì vậy? Ôi đây có mùng nữa. Bình khí hả? Bình ga vậy? Ôi chữ Trung Quốc không à. Còn hơi, còn hơi. Bình này bình hơi, bình ga gì đó mọi người. Lụm về luôn nha. Có xài gì được mình xài. Mình vừa mới lụm về được một cái số mà cái dụng cụ để mà làm cái nơi trú ẩn nha mọi người. Như mọi người nhìn thấy nè, ở dưới đây nó có những cái vết trường đó, nó cong cong quẹo quẹo mọi người thấy không, nó là dấu vết của những con rắn đó. Bởi vậy mình phải làm nơi trú ẩn sao mà tránh được mấy con rắn nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái nơi trú ẩn từ hai cái cục đá này nha mọi người. Mình sẽ làm một cái hầm, phải nằm ngủ ở trên cao thì mới né được những cái con rắn ở đây nha. Đây mình lượm được cái sợi dây thừng rất là dài luôn nè. Mình đã hoàn thành được cái chỗ để mà nằm ngủ nha. Mình đã hoàn thành được cái võng nằm phía trên hai cục đá, cũng khá là cao ráo đó mọi người. Đây những sợi dây thừng đang lại nha. Bây giờ mình sẽ leo lên nằm thử.
ok. Quá đã. Tuyệt vời. Vì cao quá rồi, không sợ. Cái chuẩn. Tiên thì đang làm cái trời, bắt đầu làm rồi, cái chỗ ngủ. Cái chòi ha. Chòi. Tiên có biết cái bịch này là bịch gì không? Ở đâu vậy? Mới nhặt, nhặt được nãy á. Đây là bịch nước cứu sinh. Nước cứu sinh. Ở này hình như là nó voi vàng vô này. Nó có cái chữ này. Chữ tiếng Anh không à. Bên đây là tiếng Việt mà nó bay hết rồi, không có đọc được. Là cái bịch nước tại tôi có nghiên cứu rồi, đợt đó có được một bịch là một clip sinh tồn nhưng mà không có biết. Xí ra bỏ xong mọi người bình luận vô là nước cứu sinh, xong tiên bấm vô là đúng là nước cứu sinh. Ồ ngon ngon ngon. Uống được không? Khui thử uống cái. Được được. Khát nước quá. Chắc chắn là được. Đây là có chữ người Việt Nam này. Nó vô cái ở trong, ở trong đọc được, ở trong còn nguyên. Có nè. Có, để tôi đọc thử coi. Bên kia. Đây. À. Không được uống nước trong 24 tiếng đầu trừ trường hợp bị thương hay bị ốm về, sau đó uống không quá 500ml nước trong 24 tiếng. Tức là cái này á, mọi người khi mà bây giờ vào tình thế mà ép buộc gọi là phải sống sót thì không được uống trong vòng 24 tiếng để dành khi mà mình yếu sức hoặc là thật sự khát nước á thì mới uống nha. Hình như là nó giới thiệu như vậy. Rồi anh em mình chia đôi nha. Ok. Rồi cho em xin hai bịch. Đây anh uống hai bịch. Đây em sẽ uống trước luôn. Tiên sẽ uống một ngụm trước. Được nhưng mà đầu cái nó hoài bịch nha. Hoài nhựa. Hoài nhựa lắm. Không sao. Ok. Đấy được. Ở đây có cái này là quý lắm rồi. Để cho anh đây. Phơi nắng quá nhiều quá là mệt luôn mọi người ơi. Rất là khát nước luôn nha. Bây giờ mình sẽ dùng nước này nha, túi nước cứu sinh. Này thì Tiên có giới thiệu mình là biết là túi nước cứu sinh nha. Hồi nãy ở bên ngoài mình không có đọc được, mà bên trong thì nó có chữ, có thể đọc được. Đây. Cổ họng liền luôn á mọi người. Quá đã. Thôi mình nên uống tiết kiệm nha. Đây trong đây nó ghi nè, mọi người xem nó ghi nè. Không được uống nước trong 24 tiếng đầu. Hồi nãy giờ mình rớt lên đảo chưa được 24 tiếng đâu. Nhưng mà giờ khát nước quá mình uống cho thấm giọng thôi. Còn như đây mình để dành nha. Đây còn mấy túi nữa nè. Ok, mình đã làm xong được một cái mái che nha mọi người. Che nắng được rồi, nắng chiều bên đây rất là gắt luôn. Ôi, chui vô đây quá mát. Quá đã. Bây giờ thì cái chỗ trú ẩn của mình đã hoàn tất. Bây giờ công việc tiếp theo mà quan trọng nhất đó là mình phải tạo ra lửa nha. Bây giờ mình và Tiên sẽ hợp tác với nhau, cố gắng để tạo ra lửa. Tiên thì có nhặt được mấy cái cây gỗ nè mọi người. Có những cái cây tròn tròn sẵn nè. Lát nữa Tiên sẽ sử dụng cái cây này để kéo lửa nha. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ đi cạo bùi nhùi. Trời cũng chiều mọi người, mặt trời sắp xuống rồi nha. Bây giờ anh em tụi mình tranh thủ để tạo ra lửa.
tiên thì đã làm được cái dụng cụ kéo côn tạo lửa. Mình thì cạo được mớ bùi nhùi với nhặt được miếng cỏ khô nè. Bây giờ thì cố gắng kéo ra lửa trước khi tài tối nha. Hy vọng là có lửa sớm nhất, chứ còn tối nay mấy rắn nó mò ra đó. Anh em mình bắt đầu tạo lửa nha mọi người. Khóa cái cửa rồi. Nè mà nhóc bé anh Vũ nói à. Cái đám mình nó cạn quá rồi. Ngừng cái tim à. Cái đám mình phải sâu vô nữa. Nó chưa có rớt ra, sâu vô nữa, cạn quá. Nó không có trời này to quá. Đúng rồi. Nó không có mịn. Mịn nó được. Gỗ chứ thực. Tùy loại gỗ nữa, không phải gỗ nào cũng được. Thành công. Tôi không có than đỏ luôn. Tôi không chết. Đó cài thử ha. Tôi đi tìm cái cài thuốc nổ thử này. Chém được á. Vậy thì chỗ này nó khói quá. Gió quá. Gió quá chứ được. Cái này nó lên được giờ gió đỡ kiếm cái gì. Chẳng là chết. Chóng. Wow, hết miệng luôn. Nghẹt rồi. Chảy rồi ạ. Cháy là nó cháy, không có sợ. Đó. Để cho anh Vũ luôn á, thử coi. Mong bà phù hộ cho nó cháy giùm con. Đừng đợi, có đừng đợi. Cháy rồi Tiên ơi, cháy rồi Tiên ơi. Nó ra thêm bùi nhùi, thêm bùi nhùi. Hết luôn, hết luôn. Hết luôn hả? Hết luôn. Đó, đó, lên đó, kia. Đó, lên lửa, lên lửa. Này quan trọng lắm. Giờ cho anh Vũ chiên chiên dê chứa tiền ấy mà nó tắt lửa cái rồi bỏ luôn. Đó 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 đó. Để em dê lấy cái. Giờ cho anh Vũ xử lý luôn nha. Wow. Rồi cầm này đi Tiên. Nó không sao đâu, cứ cầm nhẹ, hỏi nhẹ nhẹ vô được rồi. Hỏi nhẹ nhẹ vô.
Thổi cho có thang là được rồi. Thổi vô. Rồi sắp bén luôn luôn rồi. Ừ. Nè, thêm cỏ vô nè. Chụp vua ha. Ừ, thổi đi. Đừng đè nó quá. Đỏ đi luôn nè. Ôi. Chảy rồi. Ôi. Mấy con rắn biết nó bò ra chưa nữa. Cố gắng thổi lửa đi Tiên ơi. Để quan sát vòng vòng coi có rắn không. Nó bò ra gần tới mình lúc nào không hay á. May mắn quá. Rắn chưa bò ra mọi người ơi. Hiện tại là do thủy triều nó đang rút nha. Bởi vậy con rắn nó biết thủy triều rút, nó chưa có bò ra kiếm ăn. Khi nào thủy triều lên nó mới bò ra nhiều. Hiện tại thủy triều rút rất là xa luôn, lồi đá lên hết trơn rồi. Rồi, sau một hồi lâu thổi lửa thì lửa cũng đã lên nha mọi người. Tụi mình cho những cái cây củi to vào rồi nè, để mà giữ lửa nha. Có lửa thật là ấm áp làm sao. Đây, cái này thì lúc chiều mình có lụm được cái con lăng này nè mọi người. Cái đồ lăng sơn á, để sơn tường, sơn nhà á. Mà nó xét, nó bị xét nè, do nó ngấm nước biển á. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây sắt này nè, để làm một cái đồ chĩa cá nha. Giờ trời tối rồi, xuống biển mình chĩa bắt mấy con cá lên ăn. Đói bụng rồi. Để mình tháo cái cục này ra cái. Đây nhiều chiều mình lụm được cái cục phao này nè. Mình sẽ sử dụng cái miếng lưới bên ngoài của nó để mà làm cái túi đựng cá nha. Rồi ở đây cái cây sắt mình mài cho nhọn cái đầu lại để mình làm cái chĩa cá nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi lặn bắt hải sản nha mọi người. Lội xuống nước thử coi có con cá nào hay không nha. Duy nhất có một con cua à. Mình lên tới bờ thấy có cái này lạnh người luôn. Ở dưới nước có rắn nha mọi người, mà lên bờ cũng thấy nó nữa. Đi đây à. Trời ơi, nó nằm ở trong cái hốc đá kìa.
Ui. Đây thành quả của hai anh em mình. Mình thì bắt được một con cua, Tiên thì bắt được cũng con cua, con vú nèn nữa, con vú nèn hồi bự khổng lồ nè mọi người. Quá đã luôn. Giờ hai anh em mình chia nhau ăn. Tuy là không có đầy đủ, không có nhiều lắm đâu, nhưng mà đỡ đói. Giờ sắc đe nè. Đó, chưa làm đôi. Đó, đúng tầm. để lấy nước chấm nha. Có nước chấm hả? Ai cái nước chấm bấm này. Không có nhiều mà có nước chấm. Đó. Rồi. Giờ thì mọi người thưởng thức hải sản của má anh em mình với một phát nha. Không có gì. Trước giờ như đều ăn cái con ngon trước đi. Đấm, mời mọi người. Mời tất cả mọi người luôn. Vâng. Giò đói ăn thì cũng ngon. Đây là nước chấm ngon. Cay lắm nè. Cay được. Tới nhà. Điều còn cay càng lớn rồi. Uống rồi nửa bịch, còn nửa bịch cho sáng ngày mai. Cái khát nước dữ lắm rồi. Cái cây kẹt này đi. Đây đây đây, có cái kèn này. Anh em mình chia đều nha. Cứ cua đẹp đôi về dứt thôi. Xương nè, bỏ nè, bỏ vài con lũa lại cho nó đốt cho nó thơm, chưa bỏ ngoài mới không còn nó nghe mùi tanh này nó tới nha, bỏ vài con lại đốt cho nó thơm. Rồi
anh em mình cũng dùng bữa xong lót dè được rồi, giờ uống miếng nước nghỉ ngơi cho tới sáng này tính tiếp. Bây giờ thì cũng là gần khuya rồi mọi người ơi, thì mình cũng đã ăn xong rồi, bây giờ thì lên cái võng của mình nằm ngủ nha. Ở dưới thì mình có đốt đống lửa sẵn nè, có để sẵn mấy cây củi rồi, bây giờ thì lên võng nằm thôi. Wow, nóng nóng lưng thệ, ấm luôn không? Ấm. Đốt bên thứ rồi. Hơi bị gió rồi. Chỗ này mình làm nó cao quá, nó không có che gió được. Ui. Mà không sao, có đống lửa ấm rồi mọi người ơi. Ok, thoải mái lắm nha. Mình nằm ở trên cao rồi, không có sợ mấy cái con ấy đâu. Ôi, ngủ tước cho tiên. Rồi, ngủ ngon. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon luôn. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì anh em mình thì cũng đã có dậy rồi nha. Tối hôm qua ngủ qua đó thì có gió lạnh. Cái đống lửa của bên mình thì nó tắt queo rồi. Đống lửa bên tiên thì vẫn còn cháy nha. Bên tiên có cây củi to mọi người. Cây củi đó nó giữ lửa tốt. Giờ nó cháy nó còn một đoạn nè. Tiên thì vẫn còn nằm trong đó. Mình thì sáng mình đi vòng vòng mình kiểm tra xem, thì mình thấy ở chỗ những cái chỗ này nè, mọi người thấy có những cái dấu cong cong nè, là những cái dấu con rắn nó bò, những cái dấu mới nha. Đằng đó nữa kìa, có những cái dấu cong 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 á, ở ngoài kia nữa kìa. Đó, 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 đó. Đây nè, những cái dấu mới. Còn mình kiểm tra gần gần cái khu vực mình ngủ á, thì không có dấu nào hết á. Tức là cái con rắn này nó không có dám lại gần đống lửa đâu. Mọi người thấy tiên nằm ở dưới đất luôn kìa, mà ngay cạnh đống lửa. Bởi vì không có sao hết á, rất là an toàn. Khi mà có lửa thì có thể phòng tránh được nó nha. Mình thì sợ quá, mình ngủ trên cao, bởi vì gió lùa nó hơi bị lạnh. Tiên thì ngủ ở dưới đó, kín gió, ấm êm hơn. Như vậy là đã an toàn vượt qua một đêm rồi, không bị rắn làm phiền. Bây giờ thì hiện tại thì mình rất là khát nước luôn. Hôm qua thì có nhặt được cái bịch nước cứu sinh á, thì chia nhau uống hết rồi. Đi tìm xung quanh những cái chai có nước thì bị mấy con chuột nó cắn hết trơn rồi. Bây giờ thì anh em tụi mình phải nghiên cứu cách tạo ra nước nha, và đi tìm thêm một ít thức ăn nữa. Hôm qua thì mỗi người có được một con cua nhỏ à, bởi vì bây giờ cũng rất là đói nè. Nhưng mà giờ quan trọng nhất là phải là tìm nước nè mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ nghiên cứu sử dụng cái bình này để mà tạo ra nước. Mình sẽ đục một cái lỗ rồi chế nước biển vô mình nấu cho nó bay hơi ra, mình ngưng tụ nó lại nha mọi người. Đây thì hai anh em mình đã đục được một cái lỗ đây mọi người. Đây như là một cái van cái gì đây, nó có cái lỗ sẵn nè, đục xuống cái là nó hụp xuống luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho nước vào, xúc lửa bên trong cho sạch nha. Cho hết không khí trong đó ra hết luôn rồi mới dám nấu nha. Tiên thì đang múc nước đầy vào trong cái bình này luôn nè mọi người, để cho không khí trong đó nó thoát ra ngoài hết nha. Tỏa không khí về. Thì xíu tan lên.
uống luôn nè. Ủa đi uống trước đi. Nóng nha. Vị... ấm ấm ấm. Vị như thế nào? Ngon. Uống đi đi. Nước tinh khiết đó. Không tập chất đâu. Hơi nóng nha mọi người. Nắng đầu ngon mà. Còn hơi nóng. À nóng. Hơi nóng đó nha. Uống hết đi, em uống nhiều rồi. Uống đi, uống hết đi. Rồi cái này mình cứ để đây, cái lửa này cứ cháy, giờ anh em mình đi bắt hải sản ha. Rồi, giờ săn hải sản lên giấc nữa là vừa. Ừ. Rồi săn lên là có nước uống nữa đó. Đúng không, chảy chưa? Đó, được. Nó vẫn đang chảy nha. Rồi, bây giờ nước thì cứ để đó cho nó chảy nha. Thì anh em mình sẽ bắt đầu đi lặn để bắt hải sản nè mọi người. Tìm một chút thức ăn nha. Hôm qua tới nay thì ăn khá là ít luôn á. Bây giờ đi tìm một chút ít protein nha. Anh Vũ phát hiện cho con bầu bươi đé nè. Đã lặn dưới biển lên rồi thì cũng bắt được một ít hải sản mọi người ơi. Ở đây thì tiền bắt đầy một cái hũ ốc luôn, dữ thiệt chứ. Mình thì bắt được có mấy con à, con to không à. Con to nhất này có tiên nè, và ốc mượn hồn nha. Bây giờ thì anh em tụi mình cũng sẽ đem lên nướng. Cái lò nước thì đây là cho mọi người xem cái lò nước. Đó, nó vẫn còn chảy nha, vẫn còn nhiều nước đó. Wow, nóng nha. Ui, nóng. Wow, một hũ nước hồi nãy giờ lặn mấy tiếng đồng hồ lên được một hũ nước rồi nè mọi người. Quá đã. Mọi người xem nè, nước nó bốc hơi nè, động bên thành nè. Lửa thì vẫn còn cháy nha. Rồi, đây mình có nước uống rồi, có hải sản ăn có nước uống rồi. Rất nhiều không? Nhiều. Đây thì những con ốc của anh em tụi mình thì cũng đang được nướng nè. Nó sôi sùng sục rồi kìa. Mình nghĩ cũng sắp chín rồi đó mọi người ơi. À.
đợi tí xíu nữa nó chín thì mời mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức nha. Bữa ăn của hai anh em mình thì cũng đã hoàn thành, bây giờ thì xin phép mọi người thì mình thưởng thức nha. Đây, những con ốc thì nó cũng đã chín, con ốc bự nữa nè. Đây thì nước chấm mình đem theo nha. Rồi bây giờ xin phép mọi người mình dùng con ốc mặt trăng cái nha. Ồ, nóng. Ồ, nóng quá, nóng quá. Đây, chấm vô. Ngập luôn. Mời mọi người. Đã quá. Ngốc to ăn thịt nó đã quá mọi người. Thịt ngọt nó ngon á. Quá sướng. Tiếp theo mình cũng sẽ ăn một con ốc nón nha. Con ốc nón. Quấn nó ra rồi. Quấn nó ra cho nó ra hết luôn rồi. Hay, chấm vô. Nhập luôn. Mời mọi người nha. Ốc này cũng ngon quá trời ngon. Đã. Rồi, thì bây giờ mời Tiên luôn với mời mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức nha. Thưa mọi người. Đây, bầu ngư đây. Được rồi. Anh em mình mỗi người nửa con. Tại con con rồi. Ừ, ngon. Được. Còn cái phần không ạ? Cày ha. Cày. Của miếng nước. Đây là nước mấy anh em mình lọc ra được này. Mấy tiếng hồ á. Tuyệt vời. Cái là hiệu quả luôn nha. Có nước, có thức ăn, đào lửa được thì anh em mình cũng chỉnh chu một cái buổi sinh tồn tại hòn đảo này. Làm miếng nước nha Tiên. Cày quá. Được, ngon không? Uống thử miếng. Nãy giờ nước còn ấm á. Ngon không? Bé tuyệt vời. Chú gì chịu nổi. Bé đệ tuyệt vời. Rồi bây giờ thì em Tiên sẽ thưởng thức cái con ốc mồ hồn này thử như thế nào nha. Giờ thì Tiên sẽ đập nó đây. Đập nó rụng cái thịt chia hết hay sao? Nó hơi dơ nhưng mà lấy ăn các phần thịt thôi mọi người. Đây để em Tiên lấy đi. Đây. Cái phần thịt nó được một thanh như thế này đây. Để thử nha. Được chừng hết. Đây. Rồi, mời mọi người luôn. Nó béo như tôm á, như gạch tôm mà. Ngon. Nhưng mà tiếc cái là nó có một thanh nè, còn cái phần này là phần phong của nó bỏ đi. Rồi, quá tuyệt vời. Sau khi ăn uống xong thì bây giờ cũng đã là giữa trưa nha mọi người. Anh em tụi mình cũng đã ở trên cái đảo này được hơn một ngày rồi đó. Bây giờ thì sẽ đến phần khám phá đảo nha. Ở trên cái hòn đảo này thì nó có hai ngọn núi. Đây, một ngọn núi đá,
và bên đây có một ngọn núi nữa. Bây giờ thì anh em tụi mình sẽ lần lượt leo lên trên xem trên đó có gì vui, có gì hấp dẫn không để khám phá cho mọi người xem nha. Trước tiên thì sẽ lên cái ngọn núi này trước. Rồi trèo lên Tiên ơi. Ở đây những tảng đá đen thui à, đá núi lửa. Wow, những tảng đá nó sắp lớp rất là đẹp mọi người. Biển hôm nay thì êm hơn hôm qua rất là nhiều mọi người. Không có những con sóng lớn nha, những con sóng nhỏ lăn tăn à. Hòn đảo này thì không có cây, chỉ có những cái bụi cỏ nhỏ này thôi nè mọi người ơi. Khung cảnh rất là đẹp nha. Đây Tiên mới lụm được cái trời trắng này. Lên trên này cũng có ghê thiệt chứ. Trên đỉnh núi luôn mà nó bò lên tới trên đây thì ghê thiệt chứ. Nguy hiểm. Phải ở hòn đảo này là không có chỗ nào an toàn. Chừng á. Ở đây đẹp không? Đẹp quá mọi người ơi. Ôi. Cái chỗ này đẹp quá Tiên ơi. Chỗ này thì quá đẹp. Rắn 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 rồi. Ui. Có. Có dạ. Ủa rắn hay dạ? Con rắn. Rắn rắn rắn. Đây đây đây. Ở ở gần cái hốc này. À nổi da gà. Trời ơi con tay tay run hết trơn. Kìa. Wow. À, nó nằm ở dưới cục đá mọi người. Ở đây là trên đỉnh của cây núi này mà nó vẫn bò lên được. Ghê thiệt. Cận cảnh cho mọi người xem. Thấy không? Ừ. Có cây gì khỏi đi. Ủa gì cái rắn ở này quá trời luôn. Ui. Ừ, nó khoanh tại chỗ này rõ này. Hai con luôn, hai xe quá. Đây mọi người xe rắn này. Con thì rất là mạnh này. Wow. Ui. Ghê thiệt. Rắn độc đó mọi người. Thấy rõ. Rắn độc nhất thế giới đó. Ôi nó thở kìa. Nó thở. Nhúng nhích kìa. Nó thở à. Nó nhúng nhích. Ui. Ghê. Rồi, thì tụi mình đang lên đỉnh ngọn núi thứ hai nha. Ồ. Qua cái ngọn núi bên này vẫn có da rắn nha mọi người. Cái cục đá này nó giòn lắm á. Sau khi khám phá hết hai đỉnh cái ngọn đồi ngọn núi á, thì bây giờ anh em mình đi ra đây thì phát hiện ở đây có ba cái hốc nước nè mọi người. Một cái hố, hai cái hố, ba cái hố. Và ba cái hố này nó đều thông với nhau nha. Ở bên dưới có một cái đường hầm ở dưới á. Một cái đường hầm thông với nhau. Đó,
Mọi người thấy đẹp không? Bên đây có thể thông qua được bên kia nữa. Bây giờ anh em tụi mình sẽ thử xem bơi từ bên kia qua bên đây được hay không nha. Đây thì hai anh em tụi mình vừa tắm xong ở ba cái hố này, rất là đẹp, rất là mát luôn, rất là thích luôn mọi người, quá đã luôn. Nhưng mà lúc mà bò lên tới đây á, để mà trèo lên trên á, thì thấy ở đây cho mọi người xem cái này nè, ở bên trong cái hốc đá đó, mọi người thấy cái gì chưa, thấy cái gì chưa, nổi da gà luôn mọi người. Sợ quá. Nãy bơi dưới đây thấy đã, thấy vui ghê, giờ hết muốn bơi nữa mọi người ơi. Nói chứ ban ngày thì tụi nó sẽ chui vô hốc đá nằm im mà không có sao đâu mọi người ơi. Chỉ có ban đêm á tụi nó mới bò ra ngoài, tụi nó kiếm ăn. Ban ngày nó hiền queo à, không cắn ai đâu, đừng ghẹo nó là được. Nó cắn một cái là sao? Nói chung là mọi người nên cảnh giác với những con vật này nha, rất là nguy hiểm. Không nên đụng chạm, không nên chọc phá nó. Nó hay ở trong những cái hốc đá, ban ngày nó hay nấp trong cái hốc đá, tối tối nó núp, nó ngủ trống á. Nói chung những cái chỗ này khá nguy hiểm. Thôi, đi về. Đây cũng là một hòn đảo rắn. Đây là hòn đen nha mọi người, hòn đen ở Phú Quý nha. Cẩn thận mọi người, có đi qua đây du lịch hãy cẩn thận nha. Ở đảo lớn thì không sao, đảo lớn thì không có rắn, không có gì hết trơn á. Đây là một trong hai cái đảo nhỏ là Hòn Trứng và Hòn Đen, là hai cái đảo nhỏ nằm cách xa ngoài đảo Phú Quý á. Những cái đảo này thì không có du lịch đâu, ít người tới, thì không có ai mở tour du lịch tới đây hết mọi người ơi. Bởi vì những cái con rắn này nó còn. Còn mọi người có đi du lịch ở bên Hòn Tranh và đảo Phú Quý thì rất là bình yên, không có gì hết trơn, rất là an toàn. Chỉ có hai hòn đảo này thì mọi người đừng đến gần thôi. Có đi thì hãy cẩn trọng, cẩn thận. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì đã là 2 giờ chiều nha. Thì mình và Văn Tiên đã khám phá được hết cái hòn đen ở đây. Còn một số cái địa điểm mà nó nằm khuất sau của ngọn núi, hiện tại do sóng lớn quá mình chưa có đi được nha. Nói chung thì cũng khám phá được một số nơi ở trên cái hòn đen này. Mình đã có một ngày khám phá và sinh tồn ở trên cái hòn đảo này. Thì một ngày qua thì mình cảm thấy cái hòn đảo này nó vô cùng khắc nghiệt mọi người ơi. Nó không có cây cối, rác thì trôi lên cũng khá là ít, không có củi nha. Có vài cây à, vừa đủ hai anh em mình đốt một ngày luôn á. Nắng thì khắc nghiệt. Đây mọi người xem nè, nó khô cằn, không có cây gì hết. Và nó vừa khắc nghiệt mà nó lại vừa nguy hiểm đó nha. Ở trên đây thì có rất là nhiều rắn luôn, rắn độc á. Con này là rắn biển nha, rắn đẻn. Nó có nọc độc, kịch độc. Theo mình tìm hiểu thì nó có nọc độc là độc nhất thế giới đó. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ trở về đất liền. Nói chung là hôm nay sóng đã êm hơn rất là nhiều so với hôm qua rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là bơi về. Mình hai anh em mình sẽ đây lựa cái hướng này và bơi về nha. Bây giờ thì cũng cho phép mình kết thúc clip tại đây.
rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình nha. Và cũng rất cảm ơn Văn Tiên TV đã cảm ơn bạn Tiên. Bạn Tiên thì có kênh là Văn Tiên TV nha mọi người. Thì đó là một cái kênh là lặn biển rất là nổi tiếng luôn. Bắt rất là nhiều hải sản to rất là hay luôn. Mọi người có thích xem bắt cá thì qua kênh của Văn Tiên nha. Rồi, tới đây cho mình xin kết thúc clip nha. Bye bye mọi người.